thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức bao gồm 34 phường với diện tích tự nhiên 211,56 km2 và quy mô dân số hơn 1 triệu người, tức chiếm khoảng 1 phần 10 diện tích và 1 phần 10 dân số toàn thành phố Hồ Chí Minh. Nằm ở cửa ngõ đông bắc thành phố Hồ Chí Minh, giáp quận 1, quận 4, quận 7, quận 12, quận Bình Thạnh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương. Như vậy, thành phố Thủ Đức có quy mô tương đương một số đô thị loại 1 thuộc tỉnh như Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây được kỳ vọng là một thành phố sáng tạo, tích hợp nhiều lĩnh vực là thế mạnh của thành phố như khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, logistics hậu cần, là những ngành nghề có độ kết nối, tương tác với nhau rất cao, từ đó trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế tri thức, thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển. Bằng cách phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố sẽ hình thành được nguồn nhân lực tiên tiến, tăng cường kết nối để tạo cơ hội mới, cân bằng phát triển và môi trường thiên nhiên. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, cốt lõi việc hình thành thành phố Thủ Đức là tạo ra một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo trên nền tảng kinh tế tri thức từ các trụ cột sẵn có. Đó là biến Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm công nghệ giáo dục, biến khu công nghệ cao thành trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ, viện công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam, trung tâm tài chính, trung tâm nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng hình thành tại đây. Theo đó, thành phố Thủ Đức sẽ xây dựng phát triển và kêu gọi đầu tư 8 khu đô thị bao gồm trung tâm tài chính gắn với khu đô thị mới Thủ Thiêm, trung tâm thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc, trung tâm sản xuất ứng dụng công nghệ cao, trung tâm giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất Việt Nam, trung tâm công nghệ sinh thái khu vực Tam Đa và Đại học Long Phước, trung tâm giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ và cảng container Cát Lái, khu đô thị cảng Trường Thọ, đô thị tương lai. Theo thống kê năm 2019, quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9 phát triển với tốc độ cao, đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh, tương đương khoảng 7% tổng sản phẩm nội địa cả nước, xét về quy mô chỉ sau tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội, lớn hơn tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Giai đoạn 2016-2019, thu ngân sách đạt 37.158 tỷ đồng, chi ngân sách đạt 11.174 tỷ đồng. Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức sẽ tăng cường khả năng huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực tại thành phố Thủ Đức, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền. Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố là một chiến lược phát triển có tầm nhìn 20 năm, được phân chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2020 đến năm 2022 sẽ ban hành kế hoạch và khung phát triển tổng thể, các quy định về quy hoạch, đất đai, đầu tư. Giai đoạn 2 từ năm 2022 đến năm 2030 sẽ xây dựng công trình tại các trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhóm và tạo mạng lưới liên kết, cải thiện tình trạng giao thông và môi trường đô thị. Giai đoạn 3 từ 2030 đến 2040 là quảng bá dự án quy mô quốc tế, thiết lập mạng lưới hợp tác toàn cầu. Dự kiến dân số thành phố Thủ Đức cư trú sẽ đạt mức 1,5 triệu người vào năm 2030, đạt mức 1,9 triệu người vào năm 2040 và đạt mức 3 triệu người vào năm 2060. Có thể nói, việc thành lập thành phố Thủ Đức, khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố Hồ Chí Minh với cơ sở hạ tầng thuận lợi, với nhiều ưu thế được kỳ vọng trong việc thực hiện các đổi mới sáng tạo. Việc quy hoạch, đầu tư và hợp tác để xây dựng một khu đô thị sáng tạo không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, tài chính mà còn mang đến cơ hội phát triển đô thị dài hạn bền vững, thích ứng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn diện của thành phố.